chi phí sinh hoạt, nợ cá nhân và sự thiếu ổn định trong công việc đang góp phần khiến số lượng người trẻ ở Australia có ý định tự tử tăng lên đáng kể. Một báo cáo được công bố vào Ngày Phòng chống tự tử thế giới cho biết, cứ 4 người Úc trong độ tuổi từ 18 đến 24 thì có một người có ý định tự tử nghiêm trọng trong năm qua. Theo Tổ chức Phòng chống tự tử Úc, số lượng nam giới có hành vi tự tử tăng nhẹ lên 15% so với tháng 5 năm 2024, nhưng đáng mừng là vẫn giảm 4% kể từ tháng 8 năm 2023. Người Úc dưới 50 tuổi có nhiều khả năng trải qua những suy nghĩ tiêu cực như vậy. 3 trong 4 người lớn cũng có mức độ đau khổ cao hơn bình thường, tăng nhẹ so với một năm trước. Khoảng một nửa số người lớn cho rằng chi phí sinh hoạt và nợ cá nhân là lý do dẫn đến điều này. Theo đó, 5 lý do hàng đầu dẫn đến việc người Úc có ý định tự tử là sự đổ vỡ trong gia đình và các mối quan hệ 24%, khả năng tiếp cận và giá nhà ở 24%, thất nghiệp và an ninh việc làm 22% và sự cô lập và cô đơn về mặt xã hội 22%. Thất nghiệp, nhà ở và mạng xã hội, hình ảnh bản thân và nạn bắt nạt ảnh hưởng nhiều hơn đến người trẻ tuổi. Cuộc khảo sát trực tuyến đã thăm dò ý kiến của hơn 1.050 người lớn từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8 năm 2024.